Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi thử một vòng game survival. Cái vòng game này khá khó. Yêu cầu là sống sót trong vòng 2 phút. Không có vẻ có auto fight ta. Chắc có. Mình có một cái con hộ thần đi theo ha. Gây sát thương nhưng mà không nhiều bằng cái sát thương chính của mình nha. Đây là tăng sát fire rate, thời gian gài đạn, tăng số lượng đạn lên ha. Mình nghĩ chắc tăng sai cũng được, giảm thời gian gài. Bắn nhanh thì đỡ tốn thời gian gài đạn hơn. Mình sẽ tiếp tục nâng cấp cái này cho nhiều nhất có thể nha. Cái kia là thả một cái bóng sát dụ zombie. Sát thương cũng khá thấp để mà có thể cứ như một phát mà bắn hạ được một con liền. Sát thương yếu quá. Rồi mình sẽ nâng cấp cái này cho nó mát ha. Ưu tiên mát cái gì mình đang nhiều nhất. Mất máu rồi. 25 máu à. Nhiệm vụ mình đó là phải cắt ti lại gần cái này cho khi nó đầy ha. Không có cái nào ngon cả. Hầu quá. Cái dòng này cái hình pixel nó làm mình hơi khó nhìn. Quay lại húp thôi. Thì màu xanh là để mình nâng cấp cái con quái vật bằng máy nha. Còn cái màu tím là để mình nâng cấp cái sát thương của mình. Một lần nâng cấp là đến 100 ngọc lần. Không có cái gì là rẻ hết. 100 đầu và 400 lần thứ 2 và thứ 3 sẽ gấp đôi nha. Game này mình công nhận là mất cái thời gian mà phải cày nhiều, rất là nhiều luôn. Đây. Mà nâng lần 2 là lên đến 2.000 đồng luôn. Lần 1 phải 1.000, 1.007 nè. Cả ngàn nè. Mọi thứ là quá mắc. Ở đây mình có thể đổi hai cái súng thôi. Shotgun đam cao mà sao mình bắn thấy nó yếu xìu ta. Thôi bây giờ mình sẽ lấy súng lục coi thử nè. Này không có tương tác gì ha.
Rồi đi vô đánh tiếp thôi. Chưa có mở được cái mới ha. Bây giờ muốn mở được nhiều thì cái phương pháp của dòng game này là bắt chúng ta phải cày nhiều thôi. Không có cái gì mà mình cảm thấy nó ngon á. Này khả năng hút máu để hò máu nè. Còn số lượng đồ Z ha. Tăng xuyên. Ây da, đụng một cái mất 20 máu. Không có gì là dễ dàng. Tiếp tục tăng fire rate, giảm sát thương xuống. Nhưng mà được cái nó sẽ bắn nhanh hơn. Bây giờ đánh hết thì giữ mất máu rồi. Hồi được có 2 máu rồi. Mình lấy giảm thời gian rồi la cho bắn nhanh hơn. Công sát thương là tỷ lệ chí mạng. Lấy cái này quá. Đam nút bách chí mạng. Cái này chắc nảy ra nút bách. Mình tiếp tục nâng cái này trước đi.
Ray nè, chính xác hoàn thành luôn. Cái này là nâng cấp tối đa ha, ưu tiên luôn. Bây giờ là có thêm một chỗ kia nữa rồi. Thằng phải đầy bắn nè. Giờ cái chỗ mới mình phải bỏ ở đây, mình đi lên cái chỗ mới. Đây. Không đam nè, bánh. Thật ra là mình phải ưu tiên cho đi nhanh. Mình muốn đi nhanh với hồi hồi nhanh để sống sót. Ây da. Máu da gì cũng bị nó đụng ta, khó gì. Thằng ơi, đinh ren nè, boss à. À quên nữa, này mình có thiệt chiêu mình quên mất. Thiệt chiêu là từ cái con gì nó ra mình quên, hay giờ không xài. Đang hút máu vậy. Ây da. Ôi. Khó quá. Được có 800 đồng mà không đủ nâng cấp cái gì luôn à. Game này đúng khó luôn. Vũ khí thì không có nhiều, chỉ có hai loại thôi. Thì cô sống rồi cày nhiều rồi để nâng cấp hơn. Một ngàn thì đam cơ bản thì cộng 2. Chí mạng, rít hit, rít chen gì đó. Đằng số lượng đạn à, chắc mình đăng sát thương đi. Đó, mỗi lần nâng vậy là tốn tiền 2.000 đồng. Ai, cấp độ 1 tới giờ mình đi cũng chưa xong. Khó quá trời khó luôn. R
Ren nó cũng quan trọng ha, bắn ngắn nó cũng không bắn được. À, bắn sau lưng. Nãy mình quên cái vụ tiệt chiêu hoài. Ai. Cái giảm rinh ren chắc mình không có tăng ha. Bắn vừa chậm mà giảm khoảng cách nữa chứ. Đã ngắn rồi mà còn giảm nữa nguy hiểm lắm. Tranh thủ xuống đây sớm ha. Đam à. Ren à. Mình sẽ tăng size lên, giảm thời gian lì loa xuống. Tăng khoảng cách của súng lên tiếp ha. Tiếp tục tăng khoảng cách của súng lên. Mình tăng thêm một viên ở bắn phía sau ha. Và dính sát thương rồi. Nữa. Tăng nóng bách ha. Cố đẩy cho nó mát sớm.
Rồi, cộng sai và giảm thời gian gài đạn lại ha. Thảm hiền. Này là bắn nảy nè. Không thắp sáng cái cây kia lên thì zombie ra mình không thấy đường ha. Càng tối thì càng nguy hiểm là dễ đai hơn ha. Rồi lấy tăng xuyên của Project nha. Gì vậy? Trời ơi. Cày quá. Khó gì đâu với ta. Hồ à. Sơ hở một chút là đài. Sơ hở một chút là đài. Nâng cấp bèo nhất là 100 không. Còn cái kia nâng cấp bèo nhất là phải 1000. Mình cũng không thấy cái nào nó rẻ. Có máu 750. 500 mà ghét. Chắc nâng một cấp quá. Cho mình hút cho nó gần gần chút xíu ha. Hút máu nè. Cộng thêm một cái xài skill nữa. Cái chi nó cho mình điều khiển cái đồ họa thì nó đẹp đẹp chút xíu thì nó cũng đã đỡ. Thì nó hơi bị khó nhìn là do cái đồ họa pixel. Này bắn nảy rồi quá ngon. Có vẻ là mấy cái hòn đá này cũng khó bắn ha. À, bắn hòn đá được nè, nhưng mà rất là tốn nhiều thời gian và sức mạnh. Giờ bùi fire ray ra, bắn nhanh lên. Là giảm sát thương tiếp. Nè, không cho mấy cái gì ngon ngon hết nè. Sát thương giảm quá, bắn khó đài. Tiếp tục tăng fire đây. Thank you.
Còn phải thấp bên này. Bắn hết cả băng đạn với đai bên này. Thôi vậy cứ chăng số lượng Rosette thôi. Hoặc là sức mạnh của Maget. Hút xa chút xíu mà mình thấy nó cũng tăng trả bao nhiêu rồi. Đông quá ta. Ây da. Giờ không có nâng cấp bắn sau rồi. Nãy có bắn phía sau mà giờ không có. Tăng 100% fire rate. Kinh ren rồi just beat fire ray. Bắn được chiều vậy em không xin về máy luôn. Chỉ có tăng số lượng rồi Z thôi. Bây giờ ẩu rồi nha, đụng hai lần mất máu rồi. Bắn nảy sau lưng. Giảm thời gian gài đạn. Đầu xa thế. Mình nướng này cho mát luôn nha.
Thôi đang ra MLZ chí mạng. Ý boss tăng số lượng Rosette ha, không còn nâng cấp thì phải chịu thôi. Tăng tốc độ di chuyển nha. Không biết bắn cái con chùm này ra được cái gì không ta. Ôi nó nổ rồi. Ren à, rồi Jet Speed. Rồi bắn nảy. Tăng sát thương. Nó không có cái item gì mà kiểu như là lụm cho mình hết trên tất cả bản đồ. Kỳ. Trời ơi, cộng 100% sát thương mà giảm 50% máu. Chơi đúng kỳ luôn. Nó tăng số lượng Rosette thôi. Rồi mình tăng cái số khoảng cách lụm của mấy viên ngọc lên chút xíu thôi. Tăng cái vòng lấy nè, không biết lấy rộng hơn không. Cộng bắn sao thêm một viên đạn ha. Wow, là hút, nó hút cái khoảng cách lại cũng ngon. Cái này chắc mình tạo một cái ảo ảnh ha, thu hút mấy con zombie. Nhưng mà giảm gài đạn với bắn xa nữa đi. Dễ chết lắm nha, nó đứng kế bên mình không à. Ây da, đó, thấy không. Nãy đúng y chang luôn. Chết.
chán thiệt chứ, không có thể nào mà thấy được cái cái kia. Nó có cái khuyết điểm là nó giảm cái tầm nhìn của mình xuống quá nhiều luôn. Ưu tiên bắn kẻ thù, lên tốc độ, tăng sức mạnh. Tăng ánh sáng của khu vực lên nữa. Mình nâng này đi cho nó thông minh chút xíu, đánh những cái địch gần mình. Ôi, bây giờ chắc phải nâng máu hả, nâng một tí xíu máu hả, chí mạng, tốc độ di chuyển, đam cơ bản, chí mạng, tỷ lệ chí mạng, my get nè. Một lần thì đôi, tỷ lệ hút máu. Hiển thị cái lượng đạn ngay cái mùm hồng nhắm của mình. Cái gì nó cũng cái phần giá của nó. Nâng một cái tỷ lệ chí mạng đi, mọi thứ nâng một ít thôi. Bây giờ một thứ một cái chắc chỉ nâng có một phần máu nữa thôi. Rồi coi như mình hết tiền, đi tiếp. Nãy đi gần được rồi lại đai. Giờ tốt nhất là không nên nâng cái mà nó giảm khoảng cách ha. Dùng nó tăng một cái rồi Z nữa. Rồi reset bell, rent đồ lấy thôi. Phải phá hủy mấy cái cây để lấy tài nguyên à. Mấy cây, mấy cục đá là có tài nguyên nâng cấp cho mình. Dạ. Ok là máu à. Trời ơi, số lượng gần nét ren thì lại giảm. Chán thiệt. Thôi cái này có vẻ là nhiều cho cái ron. Mình sẽ nâng bao quà chip. Ây da, đâu ra gì trời.
ăn tiếp thôi. Để tăng sức mạnh cho Ron nữa. Cái chip này có vẻ mạnh. Faraday trừ lại đam nữa. Thôi kệ lấy luôn. Bắn nhanh hơn vậy. Renren, Faraday, Rob Mai. Chắc Rob Mai quá. Hay nâng cấp cái này nhỉ. Rob Mai đi. Thả mìn nữa. À cái cục tròn tròn ánh sáng là trái mìn mình thả xuống ha. Sau đây trời. Nổ banh xác rồi. Ôi game này khó quá. Trời ơi, khó kinh khủng luôn. Căng thẳng quá. Sao nó khó dữ vậy? Lần này nâng cấp cũng không có ngon mấy ha. Trước nâng cấp thì nó cũng ổn ổn, vậy này nâng cấp không có ngon. Rồi. Chuyển tiếp. Lại trừ sát thương nữa. Thì sao họ có thích trừ sát thương vậy? Thôi bắn đằng sau.
Ôi không có cái gì hết vậy. Vậy như mày dính. Ôi ra cái gì đâu không à. Thôi tập trung vô sức mạnh của vũ khí đây. Thôi mình sẽ tiếp tục nâng cái này nha. Cái này là nó nảy ra những cái tia nhỏ rất là mạnh. Rồi vào red bắn xuyên, lấy vậy bắn xuyên vậy. Rồi drop mine. Hai trái mìn cũng có vẻ ngon nhưng mà nó không có tính hiệu quả lâu dài. Tăng rèn của vũ khí lên nha. Thôi tăng cái năng hút máu đi. Rồi đi xuống đây liền ha. Tăng xuyên rồi chết. Đông quá. Ren rồi chết. Trời ơi nó nổ mất một đống máu luôn. Trời ơi. Quá khó nhìn luôn. Nó nổ mình khó thấy luôn á. Cho mấy con zombie là tiêu rồi. Mọi thứ là nâng cấp là đều mắc hơn. Thì rồi tăng sức mạnh rồi tăng máu. Không có cái gì mà mình cảm thấy nó ngon mới nâng đại vậy. Dù sao cũng phải nâng hết mới mạnh mà. Vì này không có cho nâng cái gì được nhiều nó ngon cả. Rèn không được nhiều sớm mà. Cái khoảng cách đó. Khoảng cách mà được sớm thì mình sẽ được cái đầu tư cái sức mạnh vô nhiều mà.
Ôi tăng sai. Gì la. Hiếm mới có cái này. Rồi tăng sức mạnh toàn thể cho Ron. Thôi tăng khả năng bắn đằng sau. Hình như bắn đằng sau mát nó mới là dạng bắn nảy. Chắc vậy quá. Đang nóc bách chí mạng. Rồi đam chí mạng sát thương luôn. Đang tốc độ di chuyển nha. Giảm thời gian gài đạn. Ây da, ẩu quá. Giảm thời gian gài đạn. Tăng sát thương tiếp mà. Tăng sức mạnh tiếp. Tăng rèn với tốc độ bắn lên. Kìa chán quá, tự nhiên giảm 50% máu mà tăng sát thương 100%. Như nó dụ mình muốn đai không? Tôi muốn. Bây giờ máu đã ít rồi. Thank you.
xa dữ vậy. Cái này nó đặt cái này xa quá trời xa luôn. Thì lẽ phải lấy xiên ngọt ha. Lấy xiên ngộn luôn, hút máu thì mình cũng muốn lấy lắm mà không biết sao mà thấy có thể tồn tại ở đây. Đây nè, hút máu có 2% thôi. Lấy hút máu đi, sống được thì tốt. Tỷ lệ ra thấp lắm nha, bắn 100 viên thì may ra được 2%. Bây giờ rồi tách ra, tăng file đây 10% đam bị giảm. Lấy thả mìn, thả mìn nó cùng âm thanh với cái con mà phát nổ, nó làm cho mình không có nhận biết được lúc nào mình bị đạp trúng hay là cái này thế kia nữa, khó chịu thiệt chứ. Tạo một cái bảng sao ra để thu hút tụi nó. Nữa nghe cái tiếng nổ mà không biết là nó nổ hay là bom mình nổ nữa.
cười, nhất là nóc bách mà thì nóc bách mà bị văng trúng mình mới ghê. Một cái là mát cái nâng rồi test thôi. Lỡ lấy lộn đát đam rồi, mình cứ tưởng là đát ra tăng đát không à. Đây pha đây. Đây là có lẽ lần chơi mình sống lâu nhất. Thôi là lấy cái hồi máu hút máu. Trời, nổ mà chết cơ. Này chết gì nổ mà không biết tại sao mình nổ chết. Ghê vậy. Xuyên không giới hạn trừ kích cỡ đạn. Hồi ghé xuyên vô hạn luôn. Này gì đây? Ui, boss hả? Trời ơi, chưa đánh gì đã vô boss rồi. Phải nồi. Nó đâu ra nó có đụng chúng mình không à. Thôi trời quá. Mấy con phát nổ nó đầy luôn. Con ba máu à. Giờ mình tập trung mình lấy máu thôi. Còn cái gì kệ nó luôn á. Thấy màu xanh là vô lấy thôi.
Bây giờ tăng sát thương và giảm 50% máu là tỷ lệ đai cao lắm luôn. Không lên level luôn rồi, max 30 rồi. Cuối cùng boss nó cũng đai, quá mệt, quá đau khổ. Trời ơi là trời, vẫn đai như thường. Được 3.000 rồi nâng cấp quái dần dần. Ồ, nó cho một ít tiền nữa mình nâng cấp về, tại vì mình đã chiến thắng rồi. Tăng một ít sát thương cho Ron nè. Giảm thời gian thì lo, những cái đầu là nó rẻ nhất nên mình cứ tăng. Thôi cái này chắc thấy mình chiến thắng nên cho thêm ít tiền. Thó thắng rồi cho thêm một ít tiền để mình nâng cấp. Nhưng mà giống vậy 500 không đủ nâng cái gì hết. Thấy đồ nâng cấp trong 4 đêm, tăng sát thương. Những đợt nâng đến 6.000, tốc độ di chuyển tăng, tỷ lệ chí mạng, tốc độ khả năng khoảng cách lụm. Thật ra nó cũng hết rồi, chẳng qua là chơi tiếp thì nó chỉ có tăng cái mức độ khó lên thôi. Cũng có một cái mạng này thôi, nhưng mà cái độ khó thì nó sẽ tăng lên. Rồi cái độ khó thì nó sẽ nhiều hơn, thời gian kéo dài, rồi những cái mà cục để giảm chịu hồi nó sẽ tăng cái số lượng lên. Chứ cái mạng nó cũng không khác gì mấy, nói chơi nó cũng vậy thôi. Thôi coi như video này mình chơi tới đây ha, rồi xong. Tại vì bản demo thì họ cũng không có mở ra nhiều cái item mới hay là đồ vật mới để nâng cấp bằng cái bản chính thức đầy đủ á. Giờ thiếu rất nhiều những cái sự kiện khác nên vì vậy mình chơi game này chơi thử thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video, chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha.